Майны Мактаал авралгуурын цохогт. Авралгуурын цохогтоо алсалуу байталварч ара хурмаг үгээр амтан бүхэндээ нэтгэлтэй. Ом маны багмай хом, ом маны багмай хом, ом маны багмай хом, ом маны багмай. Нам мо бон сы чин ка му ни фан нам бон сы чин ка му ни фан нам бон сы чин ca mô ni phật. Tìm tài liệu để viết cái bài ngày hôm nay đó, thì sư đọc một cái tài liệu rất là phấn khởi cho Phật giáo Tây Tạng. Sư nghĩ rằng mình Phật giáo mình á, Phật giáo Việt Nam mình á và Phật giáo Tây Tạng giống nhau lắm. Giống nhau một điểm là mình là những người lưu vong, chúng ta không có quê hương. Chúng ta đến đây rất là may mắn được người Hoa Kỳ giang tay ra để nhận mình vào. Và mình đã sống trên cái quốc gia này gần nửa thế kỷ. Người Tây Tạng cũng vậy. Họ đã được nước Ấn Độ giang tay ra đón họ trên nửa thế kỷ rồi. Thành ra cái sự biến thiên, cái sự thay biến chuyển để mà hòa nhập vào trong đời sống của cái quốc gia mới đó, thì mình với họ giống nhau ghê lắm. Bởi thế Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói như thế này: tôi rất quý người Việt Nam vì tôi, dân tộc tôi và dân tộc Việt Nam giống nhau. Ngài, đối với Ngài là một vị Bồ Tát, Ngài là hóa thân của Bồ Tát. Bồ Tát nào quý vị? Quán Thế Âm. Thành ra với lòng từ bi vô hạn, Ngài không nghĩ đến Trung Quốc là một kẻ thù, mà Ngài nghĩ đến họ là những người, mình nói sao theo đạo Phật, mình nói sao vô minh, đúng không? nói dân từ mà nặng nề nó ngu lắm hả? Nhưng mà nói cho nhẹ nhàng lịch sự mình kêu là vô minh vì cái tham vọng của họ. Nhưng mà chúng ta nói đi cũng phải nói lại, trong cái quá trình tìm hiểu, sư không có chuyên về Phật giáo Tây Tạng, thành ra không có hiểu nhiều về Tây Tạng. Nhưng khi mà soạn bài thì là mình mới có qua rất nhiều tài liệu đó, mình mới đọc rồi đó, cũng đọc chưa hết nữa, đọc lướt 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 để mình hiểu và tình hình nó như thế nào đó. Đấy, quý vị biết là làm giáo thọ cũng giống như là học sinh vậy thôi. Quý sư chỉ đi trước quý vị chút xíu. Với lại khi mà đi học đó, thì mình học cái cách để mà soạn bài, cách để mà làm sao tìm tài liệu cho nó nhanh và làm sao để đúc kết tài liệu thành cái văn bản để mình có thể truyền trao lại cái những gì mình hiểu đó. Thành ra là chúng ta rất là gần nhau, không có xa. Thì mình mới hiểu được rằng cái sự liên hệ giữa Tây Tạng và Trung Quốc nó cũng hơi giống mình, cũng giống như là liên hệ của nước mình và nước Trung Quốc vậy đó. Nhưng mà mình thì dĩ nhiên là dài đằng đẵng, vì nó là cả nghìn năm, đúng không? Trung Quốc thì xin lỗi, Tây Tạng thì khoảng vài trăm năm trở lại đây thôi. Qua những cái sự qua lại như vậy, thành ra mình cũng nước Tây Tạng, bởi vì thế
Dưới mắt của người Tây Tạng thì họ là một cái quốc gia độc lập, nhưng mà người Trung Quốc thì dĩ nhiên lúc nào cũng nói rằng là đây là một quốc gia mà phụ thuộc vào chúng mình, là một cái chư hầu của mình. Họ mong chóng quên cái thời gian mà họ bị người Tây Tạng cũng đem quân vô để mà chiến thắng đạo quân của Trung Quốc. Thành ra nhưng mà khi mà người Trung Quốc cũng rất là khôn lanh, có những cái người lãnh tụ rất là khôn lanh, họ biết là người bản tính của người Tây Tạng đó, họ không phải là hiếu chiến. Thành ra nếu mà mình có thể làm cách nào đưa họ về cái phía mà tôn giáo á, thì lúc đó là họ sẽ tự nhiên là mất hết cái khả năng để mà chiến đấu. Thành ra đó là lý do vì sao mà sau cái sự thay đổi về chính sách á, thì nước Tây Tạng trở thành một nước rất là yếu mềm, không có đủ quân lực để mà chống lại cái làn sóng ngoại xâm. Trước đây nước Tây Tạng rất là mạnh, tại vì họ là những người mà sống ở trên cao, rồi họ là những người mà kiểu giống như du mục vậy đó, những người mà đã sống trên cái quốc độ nó cao và cái khí hậu nó khắc nghiệt, nên nó khiến cho họ hun đúc một cái sức chiến đấu và cái khả năng để mà hòa nhập với những cái hoàn cảnh khó khăn. Mình ở dưới đồng bằng á, mình có quen đời sống khí hậu ôn hòa, mưa hòa gió thuận, thóc lúa mà rải ra là nó sẽ lên ào ào đúng không? Ở trên nó khó lắm. Thành ra bởi vì thế, nhờ cái khó khăn đó chính tạo nên con người Tây Tạng là họ có ý chí rất là mạnh. Nhưng mà tất cả cái ý chí về sau này của người Tây Tạng là tập trung vào trong tôn giáo. Bởi vì thế, thành ra là họ quyết tâm để đi về con đường giải thoát của họ. Thành ra vấn đề mà xâm chiếm những quốc gia khác hoặc là làm cho quốc gia có một cái quân đội hùng mạnh thì không phải là cái chính của họ. Đó là cái lý do vì sao mà Tây Tạng mau chóng bị những cái nước ngoại xâm. Mà sau khi chúng ta học rồi đó, đọc rồi đó, mình mới nói là không phải mình tưởng chỉ có một mình Trung Quốc đến xâm lấn, không phải, cũng giống như mình vậy. Lúc đó khi mà Tây Phương, các quốc gia Tây Phương, điển hình là những quốc gia mà họ có cái nền văn minh, nhất là về vấn đề hàng hải đó, mà mạnh đó, là bắt đầu họ mới đi tìm tài nguyên. Nước họ dùng rồi mà họ phải đi kiếm thêm tài nguyên, tại vì châu Âu nói chung nó rất là nhỏ, thành ra những cái khoáng chất, những cái nguồn tài nguyên nó rất là giới hạn. Bởi thế thì họ phải làm sao mà đi kiếm cái nguồn tài nguyên mới, và đồng thời khi mà kiếm nguồn tài nguyên rồi, mình cũng là kiếm luôn cái thị trường cho mình luôn, cái hàng hóa mình làm ra, những phẩm vật mình làm ra bán ở đâu. Mình lấy cái tài nguyên của họ, mình đem về mình bào chế ở chỗ mình, đúc nén xong rồi cái là mình đem mình bán lại cho họ. Rất là khôn lanh, rất là thông minh cái cách mà người Âu Châu làm. Tại vì về thế các quốc gia Á Châu đều bị cái làn sóng mà thực dân của người châu Âu đến để mà đe dọa cái nền dân chủ của nền tự trị của tất cả những quốc gia đó. Và cái đó là nói chung là ảnh hưởng hết. Thành ra mình nhìn lại mình thấy rõ ràng như là một cái bức tranh nó hiện ra trước mắt mình như thế đó. Mình thấy mình đã khổ rồi, mà mình nhìn lại nước bạn thì các quốc gia mà giống như mình ở trong châu Á đó, mình cũng thấy cảm thông với họ, tại vì mình đã qua cái khổ rồi, mình bị đô hộ, mình bị đàn áp rồi, mình cũng thông cảm được đó. Thành ra nhưng mà đó là cái mà giả sư muốn nói với quý vị. Nhờ cái sức quật khởi đó, thành ra khi mà
người Tây Tạng năm 1959 khi mà ra khỏi nước thì sư đọc cái một tài liệu đó thì nói rằng họ giữ 10 năm là chúng kiểu như bế can tỏa cảng ấy, là không có làm cái gì hết. Mục đích là để làm gì? Họ giữ cái sự giao tiếp bên ngoài nó giới hạn lại để mà họ huân đúc ở bên trong, kiểm điểm lại cái tài nguyên của họ. Tài nguyên của họ chính là gì? Chính là con người của họ đấy, những vị có cái tài năng đứa nhỏ thì nó chưa có kịp nghỉ, mặc dù trong 10 năm cũng chưa có kịp để mà tạo thành một cái thế hệ mới. Thì những cái gì mình có được, những cái vị dân tăng mà có thể đi ra được, có thể trốn ra được cùng với ngài Dalai Lama, thì có quý vị đó tập trung lại và tự mình ổn định lại trong 10 năm, mà sau đó họ mới tung ra để cho các cái vị tu sĩ của họ đi khắp nơi trên thế giới để mà truyền bá. Đó là cái việc làm của người Tây Tạng rất là hay, nhìn như thế. Sư có nói chuyện với quý vị về cái trung tâm ODN rồi đó, cũng thực tự như vậy. Khi mà họ mà quyết định làm cái chỗ đó rồi là họ có thể để yên lặng như vậy cả 10 năm trời để mà xây dựng bên trong. Thì khi mà họ xong rồi, gần xong rồi họ mới mở ra để cho mọi người vào thăm viếng. Thì tương tự như thế đối với người Tây Tạng đó, thì trong cái bài viết mà sư được đọc đó, thì quý vị nói như thế này. Cái khác nhau giữa người Tây Tạng và người Việt Nam đó là cái số người Việt Nam được đi ra nước ngoài đó rất là đông. Tại vì cái làn sóng người, quý vị đến biết là để mình đến đây khoảng vài trăm nghìn người mà để tập trung hội nhập vào một quốc gia mới. Thành ra cái quốc gia mà nhận mình đó, là người Mỹ, người các quốc gia Âu Châu đó nhận mình đó, cũng phải chuẩn bị chương trình để mà mình hòa nhập vào đời sống mới, và bản thân của người mình cũng phải làm sao để mà hòa nhập vào trong cái đời sống này, vừa sinh ngữ, vừa đời sống xã hội, vừa phong thổ, văn hóa, tất cả những cái đó mình phải học hết đó. Tất cả những cái này đó là một cái mình kêu là giống như là chướng ngại cho mình đó. Thì các quý sư những năm đầu tiên thì sư chưa có phải là một người tu sĩ, chưa là một cư sĩ đâu. Các quý sư mà đã đến cùng với cái làn phóng người đi tị nạn đó, thì họ phải làm sao? Phải như quý vị thấy, lập tức phải làm sao để mà có được những cơ sở để làm gì? Những cơ sở đó để mà phục vụ, để mà giúp đỡ lại những cái người dân tị nạn, tất cả những cái nhu cầu về trong đời sống, về vấn đề tâm linh, về vấn đề khó khăn trong gia đình. Nhiều khi vợ chồng con cái có những cái khó khăn đó, cũng chạy lên hỏi quý sư có thể giúp được cái gì không. Đó là cái việc làm mà người tị nạn Việt Nam phải qua. Trong khi cái số người của tị nạn của Ấn Độ, của Tây Tạng ấy, thì ít hơn rất nhiều. Tại vì họ đâu có cái phương tiện gì đi ra ngoài đâu mà tuốt ở trên núi Hy Mã Lập Sơn xa cao như thế. Họ đi bộ không hả? Có nhiều lắm là có thể là đi con ngựa hay con lừa là quá đáng rồi đấy. Không có xe tăng tàu bò gì cả. Thành ra là cái số người họ giới hạn đó. Vì cái số người giới hạn như vậy, thành ra các chư tăng á, thực sự ra lại là một cái tốt. Quý vị không phải phục vụ cho cái đám người này. Thì quý vị đó mới dùng cái thời gian của mình để mà tu tập, như mình nói đó, để mà ổn định lại đó. Và hai trong những cái vị cao tăng lớn đó, thì mới suy nghĩ, mới ngồi với nhau, nó suy nghĩ, ồ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ hòa nhập ra để mà giúp đỡ những đồng bào của mình đang cố gắng hòa nhập vào đời sống mới. Hay là mình có một những chủ trương riêng để mình có thể giúp cho cái dân tộc của mình để mà có một cái đường hướng mới, hòa nhập vào trong một cái đời sống mới, vào trong một cái xã hội mới.
Và hai vị cao tăng đó, cái cách họ làm cũng rất là hay. Họ nhìn vào trong cái đời sống của người Mỹ, người giống quý vị thấy đời sống của Mỹ có các cái vị tu sĩ của họ đó, phần lớn người Mỹ là theo đạo Tin Lành đúng không? Các giáo sĩ của họ đó, những cái vị mục sư đó, thì đều có làm sao? Đều có gia đình hết trơn. Tức là cái đời sống của họ và các cái người mà giúp đỡ trong cái nhà thờ của họ đó đều là phần lớn là giống như một người cư sĩ chứ không phải là một người tu sĩ. Cái đời sống họ nó khác ghê lắm. Thành ra họ nói mà cái mô hình này á, làm rất tốt ở nước Mỹ. Có một lần khi mà sư giảng một cái lớp á, thì nói rằng người Mỹ nói rằng không thể nào tưởng tượng được là một cái mô hình của một cái chùa mà tất cả quý sư đều không có lập gia đình mà có thể tồn tại ở trong cái xứ Mỹ này. Người Mỹ nói cái đó là không, rất là khó, không có làm được. Toàn thưa quý vị thấy mình mang một cái cơ cấu của bên nước mình qua đây, mình muốn nó phát triển ở đây thì mình cũng phải nhìn coi chung quanh họ có cái gì, họ làm sao họ sống, họ sinh hoạt ra sao. Đó là cách mà con suy nghĩ là người khôn ngoan lại mau mau tìm ra đó. Và đó là hai vị đó tìm được cái đáp số đó. Và quý vị tưởng tượng là sau trên 10 năm mà hoạt động đó, thì họ đã nhân ra được 164 trung tâm. Mà những trung tâm của họ đó đều là được điều hành bởi những người cư sĩ. Các cái vị tu sĩ chỉ đến đó để giảng, đến đó để ngay cả những cái nghi lễ mà thông thường đó, chẳng hạn như ngày tụng kinh hay là có những cái buổi thảo luận đó, là cũng người cư sĩ làm luôn. Thì đó là cái cách mà hai vị Lạt Ma lớn đó, kiếm ra rằng là đây là cái mà giúp chúng ta với một cái số người nhỏ của mình có thể với 164 trung tâm mà các tu sĩ của họ chỉ có khoảng trên 50 người thôi mà cung ứng nổi với cái nhu cầu của họ là quý vị thấy đây là một cái mô hình rất là hay. Thì dự định chứ biết là quý vị sẽ phải đọc cái bài ngày hôm nay rồi đồng thời làm cái test nữa. Thành ra kỳ tới khi mà chúng ta họp lại lần cuối cùng thì sư sẽ nói chuyện với quý vị. Có thể là sẽ in cái bài đó để quý vị đọc để từ từ suy nghĩ. Tại vì trong cái quá trình học cái lớp sơ cấp này đó, thì quý vị sẽ có một ngày, sẽ có một năm, cái năm cuối cùng, năm thứ ba đó, sẽ quý vị phải học về Phật giáo tại nước Mỹ. Đó. Thành ra trong một năm đó cả hai khóa luôn, khóa mùa thu và khóa mùa xuân, hai khóa đó quý vị tập trung vào trong cái đề tài đó, Phật giáo tại Mỹ Quốc. Thành ra những cái điều mà chúng ta vừa nói vừa mới tiết lộ đó thì là nó hợp ngay đúng vào trong cái phần đó. Tại Phật giáo ở nước Mỹ nó rất là đa dạng, nó không phải chỉ có đại thừa, nó không phải chỉ có tiểu thừa mà nó có cả ba luôn, đại thừa, tiểu thừa và kim cương thừa, tất cả đều có mặt ở đây và tất cả đều hoạt động rất là nhịp nhàng với nhau. Tại vì đây là một dân tộc kêu là đa chủng, chúng sanh thì đa tánh đúng không? Thành ra Phật pháp thì có đa môn, Đức Phật nói mình có tám vạn 4.000 lần mà đâu có phải không phải lo gì lo lắng cả đó. Thành ra xin đại chúng hoan hỷ trong cái bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mình học lướt qua cái bài ngày hôm nay không có cái gì mới, chúng ta học sâu thêm. Sư muốn ước mong là qua cái phần Phật giáo Tây Tạng đó, quý vị nắm được cho sư đó, là bốn giáo phái chính của họ có rất là nhiều, họ có mười mấy giáo phái lận, nhưng mà bốn cái chính là mình phải biết. Thành ra trong cái bài thi đó, thì quý vị thấy là sư nói về bốn cái giáo phái đó, và
Khi mà quý vị dùng cái bài tóm lược ngày hôm nay đó là để làm cái bài thi cuối cùng đó. Thành ra quý vị yên tâm, mình sẽ có cơ hội để mà ôn lại một lần nữa kỹ càng hơn. Tại vì thực sự ra cái tài liệu về Phật giáo Tây Tạng á, nó quá nhiều đi. Có một tài liệu mà sư được đọc á, trời ơi, nó nói cái gì, họ nói cái gì mà tôi nói họ kể rất nhiều, cho rất nhiều chi tiết. Sư nói trời ơi, cái này mà nếu mà đem ra để mà giới thiệu cho đại chúng chắc đại chúng sẽ khóc. Để xuống nói trời ơi, trời, con không có thể nào nhớ hết. Ông này sinh ra bao nhiêu đứa con, người nọ là chú xứ chỗ nào, không ấy được. Sư cố gắng tóm tắt lại để cho quý vị có thể có được một cái nhìn tổng quát thôi. Nhưng mà rất là khó. Tại vì vậy thành ra cái giáo phái cuối cùng mà sư làm đó, đó là Sakya. Quý vị nghe chữ Sakya thì rất là thân thuộc đúng không? Tại vì sao? Đúng rồi, đó là Sakyamuni Buddha, là Đức Phật của chúng ta đó. Đó. Thế có phải là giáo phái đó từ ngày Sakyamuni Buddha ra không? Không phải. Mặc dù là tất cả giáo lý của Phật Đà, tức là Đức Phật Thích Ca Thích Cao ta đó, thì ở tiềm tàng trong tất cả những cái này. Nhưng mà khi mà đến từng quốc độ, chẳng hạn như mình đang nói chuyện đến Tây Tạng đó, thì nó biến cải cái sắc thái của Phật giáo để làm sao thì mới hòa nhập vào trong đó được. Chứ nếu mà mình cứ giữ tôi như vậy là phải như thế này thì làm sao không có hòa nhập được, thì là mình mau mau bị đào thải liền đó. Tại vì vậy cái sắc thái của đạo Phật khi mà vào đến Việt Nam, thay đổi cho Việt Nam, vô Trung Quốc, thay đổi cho Trung Quốc, vô Thái Lan, thay đổi Thái Lan, Tây Tạng, thay đổi Tây Tạng. Nhưng cái chính của nó vẫn còn đó, cái căn bản của Phật giáo nó vẫn còn đó. Nó chỉ có là cái cách hành trì nó sẽ khác. Đó, quý vị nhớ cho sư như thế nhé. Đó, vậy chúng ta là người con Phật, cái mục đích chính chúng ta nên nhớ là chúng ta có rất nhiều cách. Những cách đó là cái gì? Là phương tiện. Cái cứu cánh của mình luôn luôn không thay đổi. Phải không ạ? Tất cả mọi người, dù Phật giáo Tây Tạng, vừa rồi giáo Thái Lan, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, tất cả đều muốn đi đến giải thoát. Không có giải thoát thì không có nói chuyện về đạo Phật mình được. Đúng không ạ? Đó. Rồi với cái sự suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ đi vào cái bài học thứ 19. Sư đến đây sư ân gian bằng cách là sư kéo dài cái chương số 2 ra, tại mình có thêm giờ đó mà. Thì hôm nay Phật giáo Tây Tạng mình nói 4 tông phái chính, đúng không ạ? Giáo lý và truyền thừa nhé. Sự tổng hợp một số kỳ trước mình cũng đã nói về Phật giáo năm cái giáo phái, nhưng mà thực sự đó nó không có trong năm cái thì mình có ba cái, có hai cái thì không phải là cái kêu là chính của mình đó. Tại vậy cái kỳ này á, khi mà sư viết cái bài này thì để giúp cho quý vị khi làm bài test á, quý vị dùng cái phần cuối cùng ngày hôm nay để mà viết. Sư không có đòi hỏi quý vị phải viết tất cả. Sư chỉ hỏi quý vị viết một trong bốn trường phái. Quý vị thích trường phái nào thì quý vị viết trường phái đó. Cái trường phái cổ nhất của chúng ta học đó là trường phái Nyingma. Người Tây Tạng có hai chữ, có hai cách để nói, có thể nói là Nyingma hay là Nyingmapa. Họ thêm cái chữ pa với cuối cùng, hai cái là dùng chung với nhau, không có thay đổi. Cái kỳ này sử dụng cái bài viết của bà Barbara O'Brien là viết trong bài trường phái Nyingmapa. Phật giáo được truyền đến Tây Tạng từ năm 641 khi phong chúa Trung Quốc là Văn Thành, tiếng tiếng Anh của họ là Wen Chin,
trở thành hoàng hậu của vua Son Bisan Sampo. Ông này là cái ông vua rất là nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, vì rằng mọi người nghĩ rằng là ông có công đưa Phật giáo vào trong Tây Tạng. Khi mà ông lập gia đình, cái thời này đó, sư nói kỳ trước mình có nói chuyện với nhau đó, là Tây Tạng vẫn là một quốc gia rất là có quân đội rất là hùng mạnh. Tại vậy là Trung Quốc phải mau mau làm sao giảng hòa, hòa giải, mang công chúa qua để gả. Mình là họ, mình là suy ra, chẳng lẽ đem nhau đã đánh không có được đó. Thành ra mau mau đem công chúa ra để gả. Mà công chúa này là người rất là đạo đức, cô mang theo cả tượng Phật của cô đến để đi về nhà chồng đó. Và cái tượng Phật này bây giờ vẫn còn được thờ ở cái chùa Chokhang ở thủ đô Lhasa. Lhasa mình tiếng Việt mình kêu là Lạp Tát. Nhưng mà sư nghĩ là nếu có thể được quý vị nhớ tiếng Anh thì nó dễ hơn cho mình. Khởi nguyên người Tây Tạng chống đối Phật giáo vì ưa chuộng tôn giáo bản xứ của họ là đạo Bon. Đạo Bon của mình của Tây Tạng mình có thể nghĩ nôm na đó là một cái đạo mà có tính cách là huyền bí, có tính cách là thần thánh, cầu xin cái sự gia hộ, giống như năm xưa đời của các quốc gia mà sống có một cái nền văn minh tương đối là chưa có được phát triển lắm đó. Thì mình sống với gì? Mình sống với mưa nè, mình sống với gió nè, mình sống phải không ạ? Thành ra mình luôn luôn cầu nguyện trời, lạy trời mưa xuống đúng không? Lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày đúng không? Tất cả những cái đó vì sao? Đó là đời sống của mình. Nếu không có mưa xuống thì không có lúa, không có lên được. Thành ra mưa gió, mưa nhiều quá cũng không được. Vội vàng phải ra để cầu nguyện là mưa bớt lại. Mà mưa không xuống cũng không được. Phải cầu nguyện cho mưa xuống. Tương tự như vậy. Thì cái đạo Bon này cũng tương tự như vậy. Tức là một cái đạo mà giúp cái dân tộc này ở trong cái quốc độ rất là xa xôi, lạnh lẽo ở trên đó. Và cái gì cũng khó khăn hết. Thì làm sao để mà sống còn ở trên đó. Thì cái đạo Bon Nôm Na là cái đạo giống như mình nói đó, là cầu đạo quỷ thần để giúp đỡ cho đời sống của họ được bình an. Thì thấy một cái gì khác mới thì không thích. Nhưng mà từ từ khi mà thấy là cái đạo này cũng đâu có khác mình bao nhiêu. Cũng có cái đấng giáo chủ rất là từ bi, sẽ ban phát phước lành cho mình, thì họ từ từ cũng chấp nhận. Trường phái Niên Ma theo huyền thoại Tây Tạng thì sự chống đối này biến mất khi ngài Liên Hoa Săn thỉnh thần Tây Tạng. Đó, quý vị thấy không? Đó, thần mưa, thần gió, thần gì đó, tất cả những cái vị đó đều là thần của Tây Tạng hết, chuyển họ qua đạo Phật. Và mấy vị thần này sau khi mà chuyển qua rồi thì đã trở thành là hộ pháp của đạo Phật. Nó nói, ô, mấy cái thần của mình bây giờ lại theo bên kia rồi, thì ta cũng mau mau rẽ qua bên đó luôn. Các vị tu viện Samye được thành lập năm 779. Kỳ trước chúng ta nói đó là năm 787. Thưa quý vị, những cái năm không thể nào mà chính xác được. Thành ra quý vị mà có để cái năm á, thì sư cũng ngó lứt lướt. Chẳng hạn như 700 mà sư quý vị để 200 hay 300 thì cũng hơi, sư sẽ ra question mark cái thế này là sao. Chứ mà khoảng khoảng gần gần không có sao hết, tại vì không có ai mà ghi chép những cái này cả. Tại đây phái Niên Ma còn gọi là Niên Ma Pa, cổ xưa nhất tại của Phật giáo Tây Tạng, được lập dưới thời vua Chi Song Dasan, đã mời các thầy mật tông tên là Santa Rakshita và Padmasambhava. Padmasambhava là rất là được kính trọng của người Tây Tạng, gọi là Liên Hoa San, đến đây đến dạy và thành lập tu viện đầu tiên tại Tây Tạng. Tu viện đó tên là Samye đúng không? Tuy nhiên Niên Ma vẫn còn truy nguồn gốc từ các sư tổ ở Ấn Độ và ở Udayana, đây là một cái địa phương ở Bắc Ấn, nay là Swat Valley của nước Pakistan. Liên Hoa Săn có khoảng 25 Phật tử, đệ tử, và từ đó hệ thống truyền thừa được thiết lập. Niên Ma Pa là phái độc nhất ở Tây Tạng, không liên hệ với chính quyền. Quý vị nên nhớ là bốn giáo phái đều có liên hệ với chính quyền. Vì sao? Cái giáo chủ của họ là thường là vừa giữ cái quyền hành chánh mà also giữa
và cùng lúc là giữ về cái quyền về tôn giáo. Nhưng mà Niêng Ma Pa thì không có nhé. Và phái cũng đặc biệt là không có một tổ chức nhất định để quản thúc hoạt động của phái cho đến ngày hôm nay. Trong quá trình của phái có 6 tu viện mẹ, ở trong đây họ dịch là mother, thần đa sư đặt làm dịch là mẹ, đã được thành lập tại Tây Tạng và dùng giáo lý của Niêng Ma Pa, đó là các tu viện Ca Thốc, Thúc Tân Doje Drak, Ujjain Min Dodrin Drolin và Paun Namgran Cheng Yup Linh. Cái quý vị hay thấy chữ linh khắp nơi đó, thường thường mấy cái chữ, mấy danh từ đó, thường là chỉ của một cái tu viện. Đăng trên Uyên Samten Cho Linh và cái cuối cùng là Zetchen Tenji Dayi Linh. Từ những tu viện mẹ này, các chư viện chi nhánh được thành lập tại Tây Tạng, Bhutan và Nepal. Thành ra thưa quý vị, người nào mà có thích đi du lịch đó, thì quý vị đến Nepal cũng như đến Bhutan đều thấy sắc thái của Phật giáo Tây Tạng ở đó, không có khác tí nào cả. Cái giáo lý đặc biệt của trường phái Niêng Ma Pa là doctrine. Phái Niêng Ma Pa chia tất cả giáo lý của Phật giáo ra làm 9 thừa. Doctrine có nghĩa là đại viên mãn. Tiếng Anh họ mình dịch qua từ chữ đại viên mãn là chữ great perfection, là pháp môn cao nhất và là trung tâm giáo lý của phái. Theo doctrine, tinh hoa của mọi loài là sự nhận thức tinh khiết, pure awareness, tương đương với giáo lý tánh không của Phật giáo Đại thừa. Sự tinh khiết này kết hợp với sự thành lập của bản tánh tự nhiên có liên quan đến giáo lý nên khởi đưa đến sự tỉnh thức giác ngộ. Sự thực hành giáo lý dốc chân qua thiền định, nhờ đó sự giác ngộ tỉnh thức. Chữ giác ngộ tỉnh thức là tiếng Tây Tạng họ kêu là Rigpa, được liên tục trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Giáo lý dốc chân của Phật giáo, khi mà nghe chữ dốc chân là quý vị nhớ lại nó là đại viên mãn, là truyền thống tu tập được truyền từ một vị thầy Dzogchen vì thuộc truyền thống Kim Cương Thừa. Dzogchen tổng hợp sử dụng các ký hiệu, nghi lễ và phương thức mật tông để đưa đến kết quả là sự nhận thức giác ngộ. Giáo lý Dzogchen không chỉ thực tập bởi người thuộc trường phái Niêng Ma mà các trường phái khác như đạo Bon hay trường phái Gelugpa cũng dùng phương pháp này. Thành ra mình thấy có cái sự vay mượn đúng không ạ? Mặc dầu cái này là cái chính của cái trường phái Niêng Ma Pa, nhưng mà các trường phái khác cũng dùng. Tại vì sao? Ở một cái quốc gia như thế có rất nhiều những cái trung tâm lớn. Thành ra một người đi tu có thể xin đến đây học, đồng thời học xong rồi cũng có thể xin thầy cho con đến đây học. Thành ra có một người tu sĩ mà lớn, một vị la. Chữ Lama có nghĩa là một vị tu sĩ đáng kính. Họ có thể học nhiều trường phái, chứ không phải chỉ có một trường phái. Cái đó là một cái sắc thái cũng đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Kinh điển của trường phái Niêng Ma Pa gồm có 3 loại, đó là kinh. Kinh là chúng ta biết rồi phải không ạ? Nó là lời dạy của Đức Phật, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà đúng không? Đó là chúng ta gọi là kinh. Mật tông, kinh chú là Tantra. Những cái này mình có thể hiểu được là chẳng hạn như mình nói là vãng sanh tịnh độ thần chú đó, những cái đó. Hôm trước chúng ta có nói chuyện nó. Những cái ngắn thì mình kêu là chú, những cái dài mình kêu là Đà La Ni, có biết nhớ không ạ? Thành ra những cái bài giống như là chú Đại Bi đấy, vì nó dài như thế mình kêu là Đà La Ni. Và giáo lý bí mật Trama, cái nhóm này đầu mới có thôi, còn những cái khác thì hai cái trước đều có, Sutra và Tantra hai cái đều có hết, nhưng mà của bên Niêng Ma thì có thêm cái nó kêu là Trama. Trama là cái gì ạ? Trama là một nhóm giáo lý được tiết lộ, sư đọc ở cái mục thứ 3 đó, cho người hậu lai gọi là Trama. Những giáo lý này được giấu kỹ sau khi sáng tác, đến thời gian thích hợp sẽ được tiết lộ. Sách Trama nổi tiếng nhất là Tử Thư Tây Tạng. Trong đây có ai đọc quyển Tử Thư Tây Tạng chưa ạ? Hay quá. Rồi có một cái vị
Các vị đại sư Tây Tạng cũng hay thường đến đây giảng dạy về cái giáo lý của nói trong sách Tử Sư Tây Tạng. Tử Sư Tây Tạng, tại vì người các vị sư Tây Tạng có một cái truyền thống là họ tái sanh, có nghĩa là khi mà họ mất đó, họ đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, họ cho những dấu hiệu để cho biết là mình sẽ tái sanh vào đâu, hay để cho người trong nhóm của mình đó, đi kiếm mình được. Thành ra muốn mà được như thế thì quý vị cứ phải tưởng tượng là cái sức định của họ, cái sức quan sát của họ đó, những cái giây phút cuối cùng đó, cái chuyện này mình nói thì cũng nói là mình chưa chết sao mình biết nhá, nhưng mà thực sự ra trong cái khi mà học về các cái phương pháp này đó, thì mình thấy rằng là cái tiến trình mà khi mà chúng ta ra đi đó thì rất là bức xúc. Tại vậy nếu mà chỉ có những cái vị mà đã có một cái sức thiền định cao, những có sức kiểm soát rất là mạnh đó, họ có thể hiểu được là mình đang ở chỗ nào và để mà hướng dẫn mình để mà đi về cái mục đích của mình là được trở lại để tái sanh. Chứ không phải là nếu mà người thường thì mình nói làm sao? U minh minh đến rồi u minh minh đi, không có biết được đi chỗ nào, không có rõ. Nhưng mà với các vị Lạt Ma Tây Tạng thì họ biết rất rõ, tại vì họ đã chuẩn bị để mà đi về cái hướng đó rồi, họ chuẩn bị tái sanh về trong cái quốc độ nào hay là một cái miền nào, họ đã có cái hình bóng ở trong cái tầm thức của họ rồi nhé. Rồi truyền thống đặc biệt của trường phái Niên Ma được biết qua là tăng đoàn Chánh, họ kêu tiếng Anh họ kêu là White Sangha, là các tăng sĩ hay hành giả không độc thân. Đây là một cái điều mà cũng đặc biệt của phái Niên Ma cũng như là các giáo phái khác ở Phật giáo Tây Tạng, tức là họ cho phép các vị tu sĩ có lập gia đình. Thì những người mà lập gia đình đó thì họ được kêu là Wai Sangha. Trong những người mà không vẫn còn giữ cái giới dâm thì họ được gọi là Red Sangha, tức là tăng đoàn đỏ. Ngoài ra Niên Ma còn có truyền thống thuộc dòng truyền thừa Mindrolling đã hỗ trợ cho truyền thống các vị thầy người nữ gọi là dòng Chesuma, được bắt đầu bởi Chesun Mingyur Pandrol. Hiện nay vị nữ đứng đầu dòng Chesuma là ngài Chesun Khandro Rinpoche. Tiếng Anh mình kêu là Her Eminence Chesun Khandro Rinpoche. Khi nào quý vị thấy mà danh hiệu của một vị tăng sĩ Tây Tạng mà có chữ Rinpoche đó, có nghĩa rằng là vị này là đã tái sanh trở lại. Thì thông thường ấy, quý vị cũng không biết là có vài lần sư cũng có nói là đối với Phật giáo Tây Tạng vẫn còn hơi khó khăn với người nữ chút. Người nữ chỉ có quyền được thọ giới đến là Saji Ni thôi, chứ còn những cái giới phẩm cao hơn thì không có được. Là ở trong gì, ở trong chính của Phật giáo Tây Tạng á. Nhưng mà khi mà Phật giáo Tây Tạng được truyền thừa ra bên ngoài ở nước Tây Tạng á, thì là có rất nhiều người Á Châu, Châu Âu, cũng Châu Mỹ, Châu Úc, tất cả nói chung là người bên nước ngoài, người ngoại quốc á, thì rất là thích thú để học hỏi. Thì những vị này á, lập tức là muốn mình được thọ thêm những giáo pháp để mà hành đạo. Tại vì vậy họ không có ngại để mà xin đưa đi đến những cái nơi nào mà bằng lòng cho mình được thọ giới. Chứ còn ở trong cái truyền thống của Tây Tạng thì không có cho. Cái vấn đề này vẫn còn là một cái điều tranh cãi. Mà cái vị mà lớn nhất của Phật giáo Tây Tạng đó là ngài Dalai Lama đó,
thì Ngài cũng có nói một câu như thế này: xin quý vị hoan hỷ, chờ cho các vị trưởng lão. Tại vì mặc dù là Ngài là lớn nhất, nhưng mà Ngài vẫn còn tôn trọng các vị trưởng lão. Khi nào các vị trưởng lão hoan hỷ rồi thì cái việc đó sẽ được thông qua. Ngay bây giờ vẫn không được. Các quý vị mà muốn đi thọ giới cao hơn Sajini đó, thì quý vị cứ tự nhiên đi đến những quốc gia chẳng hạn như là Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, ở Mỹ cũng được nữa. Có những giới đàn thì mình cứ vô. Nhưng mà nếu mà nói là để người thầy của mình, người vị sư Tây Tạng mà hoan hỷ cho mình, cái đó là cũng không có cha, không có luôn luôn chắc chắn được. Nếu mà thầy không hoan hỷ thì tự mình xin đi. Thì trường phái Niêng Ma Pa tại hải ngoại. Sau khi Trung Quốc xâm lấn Tây Tạng năm 1959, thủ lãnh các trường truyền thừa lớn của trường phái Niêng Pa đã rời Tây Tạng và tái thiết lập các tu viện tại Ấn Độ. Gồm có, đây là các cái trường phái lớn của Niêng Ma Pa. Thì tại Ấn Độ mình có hai cái, và ở tại sáu cái đều ở Ấn Độ hết, bốn cái ở Himachal Pradesh. Thì bốn cái này chứng tỏ rằng tại cái miền Himachal Pradesh này thì Phật giáo Tây Tạng rất là được thịnh hành. Quý vị biết là chúng ta thường ở trên internet, quý vị thấy có những cái website của mấy cái tu viện này đó, họ xin được tài trợ đó. Mà quý vị biết không, không phải là họ chỉ có 5, 10 người, 2, 3, 5, 10 người, không có. Họ có rất nhiều, mà các em nhỏ dễ thương lắm. Ở Ấn Độ đó, là các em đi tu. Thành ra là mình thấy rất là phấn khởi, nhờ Phật giáo Tây Tạng đến Ấn Độ đó, thì làm giúp cho cái Phật giáo được sống mạnh trở lại. Thì sư thường khi mà trong chùa có những cái buổi cầu nguyện, hay là có những thân gia đình của thân nhân Phật tử mà mất đi đó, thì sư cũng có nói là có thể làm những cái điều từ thiện, mình có thể biếu cho người nghèo, có thể phóng sanh, và cũng có thể cúng dường vào trong những cái tu viện này. Đây là mình gieo cái duyên để mà giúp cho Phật giáo, trước hết là các cái vị tăng sĩ trẻ nhỏ này nè, có cái cơ hội. Tại vì không có, ở đời sống ở Ấn Độ không có mắt, thành ra mình có thể tài trợ cho họ rất là tốt. Thành ra đại chúng nếu mà có phát tâm thì cũng có thể làm cái điều đó. Suy nghĩ là có nhiều vị đại sư rất là, sau khi mà hiểu được sư nhiều khi mời đến chùa đó, thì quý vị biết, quý vị nói là trong cái chuyến đi này, những cái số tiền mà họ quyên góp được là mục đích đó, là đi ra nước ngoài, đi ra nước Mỹ hay ở châu Âu, châu Úc này kia đó, để mục đích là dùng cái cơ hội để mà quyên góp, mang cái số tiền này về trở lại cái tu viện của họ, để mà giúp cho tu viện họ sống còn. Thành ra đây là một cái điều suy nghĩ là rất tốt để mà chúng ta hỗ trợ cho Phật giáo Tây Tạng. Mặc dù trường phái Niêng Ma Pa không hề có thủ lãnh, nhưng tại hải ngoại có một số lama cao cấp đã được mời và các vị trí hành chánh của phái. Vì sao? Cái gì cũng phải có người thủ lãnh đúng không? Có người đứng đầu, mặc dù truyền thống không có nhưng mà ra đến nước ngoài. Ngày xưa ở Tây Tạng có lẽ là không cần thiết, nhưng mà ra đến nước ngoài, khi mình hỏi đến phái Niêng Ma Pa cần phải mời đến chỗ nào đó, phải nói chuyện với ai, đâu biết ai, thì phải có một người như thế này. Ngày xưa ở Tây Tạng thì tự nhiên biết, ở trong vùng tôi thì chỉ có người đó thôi, ví dụ vậy. Nhưng mà đến đây thì là phải có người để mà có trách nhiệm. Trường phái thứ hai chúng ta học đó là Kagyupa, hình thành con giáo lý của Ngài Ma Pa, người thông dịch, dịch từ chữ The Translator, có học trò là Milarepa. Học trò của Milarepa là Gampopa, là người sáng lập ra trường phái Kagyu.
Kayu được biết qua nhiều hệ thống thiền định và thực tập có tên là Đại Thủ Ấn, Maha Mudra. Maha là lớn, đại. Chữ Mudra có nghĩa là thủ ấn. Đó. Chẳng hạn như mình bắt ấn này nè, cái ấn của mình đó, bấn ấn này, hay là bắt ấn Đức Phật để cái tay xuống chấm đất như vậy đó. Thì những cái ấn đó để mình gọi, tiếng Anh gọi là Mudra. Thủ lãnh của Kayu gọi là Kamapa. Hiện tại ngài Yanwa Kamapa thứ 17 có tên là Oyen Trinli Dorje, sinh năm 1985 tại miền Lathok, Tây Tạng. Kayu khẩu truyền có nghĩa rằng là cái giáo phái này quan trọng là phải có từ người thầy truyền qua người học trò. Cái khẩu truyền là như thế. Khởi đầu từ ngài Tilokpa là vị thầy mật tông ở Ấn Độ, ngài phát triển phương pháp thiền gọi là Đại Thủ Ấn và sau này là cái cách hành trì căn bản của phái Kayu. Khi mật tông thiền hành ở Tây Tạng, người Tây Tạng qua Ấn học hỏi với ngài Naropa là người học trò cư sĩ có tên là Mapa Lossawa. Mapa đã qua Ấn cả thầy ba lần và học được tất cả giáo pháp của Naropa. Naropa là người Ấn, còn ông Mapa là người Tây Tạng. Ông đi qua bên Ấn Độ để ông học. Và sau khi học được tất cả những giáo phái, những giáo lý của thầy rồi, thì làm sao? Ông được thầy nói rằng ta truyền thừa cho nhà ngươi. Thì ông Mapa trở lại Tây Tạng để dạy và dịch kinh qua tiếng Tây Tạng. Người học trò nổi tiếng của Mapa là Chesun Milarepa, sau là một thi sĩ và hành giả yoga nổi tiếng ở Tây Tạng, rất được hâm mộ. Milarepa đắc pháp và chứng đại ngộ. Một trong số những học trò của Milarepa là Gampopa Sonam Rinchen, từng được công nhận là người lập ra trường phái Dakpo Kayu, gọi tắt là Kayu. Gampopa hoàn chỉnh một hệ sống mật thừa gọi là Kadampa và sự hòa nhập của Kadampa và Mahamudra là pháp môn thực hành căn bản của trường phái Kayu. Ở bên trái là cái truyền thừa bắt đầu từ ngài Tilopa xuống ngài Tilopa cũng là người Ấn Độ đúng không ạ? Tại vì Naropa cũng là người Ấn Độ. Xong bắt đầu từ chỗ Mapa với Milarepa đó là bắt đầu là người Tây Tạng đúng không ạ? Rồi. Và cuối cùng là cái trường phái của mình kêu là Dakpo Kayu School, school hay là trường phái. Rồi, vậy là trong cái này có hai cái quan trọng. Thứ nhất là Kadampa và Mahamudra. Rồi, phía sau mình giải thích về cái Mahamudra là Đại Thủ Ấn và Kadampa. Rồi, xin đại chúng tiếp tục ngó về cái truyền thừa của Kayu. Ông có... Ông có bốn người đệ tử và bốn người đệ tử này trở thành là bốn dòng truyền thừa của ông. Đó, là chúng ta thấy ở đây, thấy không ạ? Rồi các giáo pháp đặc trưng là Đại Thủ Ấn, sáu pháp yoga của Naropa, bốn pháp của Gampopa, sáu pháp vị bình đẳng và bảy pháp duyên khởi. Đó, trường phái Kayupa ở hải ngoại, list ở đây. Biến động về Kamapa. Rồi, cái này cũng quý vị biết không, khi nào mà chúng ta đã học qua cái sự khó khăn của nội bộ của Phật giáo Tây Tạng khi mà người Trung Quốc nhúng tay vô, đúng không? Đây là một cái thứ hai nữa. Và cái thứ ba mà chúng ta rất sợ đó là sự ra đi của ngài Dalai Lama. Thành ra vì vậy đó, đó là cái mà trong tương lai sẽ có những cái vấn đề mà Phật giáo Tây Tạng phải đối đầu. Rồi trường phái tiếp tục là Gurupa. Trường phái Gurupa là sáng lập bởi đại sư Tsongkhapa. Cái trường phái Gurupa này rất là quan trọng, coi là quan trọng, gọi là bậc nhất, tại vì đó là thuộc của ngài Dalai Lama. Và trường phái này được lập ra là tại vì
quá trình của các cái trường phái trên, trường phái Nyingmapa, trường phái Kayupa và trường phái Sakyapa, ba trường phái kia một thời gian đã ngoại trừ Nyingmapa là không tham gia chính quyền, nhưng mà khi mà đã có cho phép, xin lỗi, có cho phép các cái vị sư mình á, lập gia đình rồi có cái trường truyền thống cha truyền con nối thì sẽ rất là khó mà giữ thanh tịnh trong đạo. Bởi vì thế thì đến khi cái trường phái Gelugpa này ra đó là tại vì phải có sự chấn chỉnh, quý vị sẽ đọc ở về phía sau này sẽ thấy cái sự chấn chỉnh, và vì đó mới đưa ra cái phái Gelugpa gọi là phái hoàng mạo, tức là mũ vàng. Quý vị thấy ngài Dalai Lama khi ngài làm lễ là ngài đội cái mũ nó giống như là của bên kêu là Hy Lạp á, họ có cái đầu nhọn nhọn thế này, và quý vị cũng có thấy người ta đội cái mũ đỏ đúng không? Nhưng mà phái của ngài này thì màu vàng. Những cái người màu vàng á, có nghĩa rằng là đây là những vị mà tăng ở trong cái phái giữ giới của rất là không có vấn đề lập gia đình ở đây nhá. Rồi xin đại chúng đọc qua mấy cái này hả? Và cái phái cuối cùng mà chúng ta nói đó là trường phái Sakyapa. Nó là cái trường phái cuối cùng mà cũng là cái mà sư rất là vất vả. Tại vì cái này á, tài liệu của Sakyapa không có nhiều. Mình kiếm được tài liệu thì nó dài lê thê. Thành ra sư lấy lại trong cái quyển của Pháp Sư Thánh Nghiêm. Về lịch sử của Phật giáo Tây Tạng do ngài Thích Tâm Trí dịch các tiếng Việt đó. Thì trong cái phái này quý vị đọc cái phần này nhé. Rồi cuối cùng nếu quý vị chọn thì xin chọn, chẳng hạn như chọn trường phái Sakyapa hay là trường phái Gelugpa hay là phái Kayupa hay là phái Nyingmapa. Một trong bốn cái, đừng viết bốn cái mà vớt một cái thôi nhá. Sư nghĩ mấy cái ấy thì không khó nhá. Mười cái câu ABC khoăn á thì không khó, nhưng chỉ có cái về câu viết á thì xin đại chúng để ý một chút xíu nhá. Chẳng hạn như có hai câu mà mỗi câu 5 điểm, xin đại chúng cố gắng viết hộ sư, đừng viết có một câu mình bị trừ 5 điểm rất uổng nhé. Rồi khi tới khi chúng ta gặp, hoặc là quý vị làm xong có thể đưa lên trưởng lớp xong người gửi lại quang viên cho sư để sư chấm rồi mình gửi qua bằng điểm lại cho đại chúng lại. Bài test số 3 sư đang chấm, thành ra chưa có, sư xin lỗi chưa có trả lại. Có thể là tuần tới sư sẽ có một dịp nào đi về đây. Tại vì tuần tới thì sư có lớp ngày thứ hai, lớp cao đẳng, thì sư trở lại đây thì sư sẽ gửi cho quang viên để quang viên đưa lại cho trường lớp để quý vị lấy nhé. A Di Đà Phật.